phẩm này đã được giới thiệu trên sóng đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng, nhưng hôm nay thì Thu Hường muốn thể hiện một cách khác, đó là hát rất mộc cùng với đàn guitar của nhạc sĩ nhạc sĩ Thanh Quản để tặng cho các anh chị nghe. Em dấu trong thơ, em đang dệt mộng ước mơ lòng bàn, đưa tay đứng nhẹ phi đàn, du anh bằng cả môi ngoan ngọt mè. Du hơi hơi du, trăng vàng là lời gió. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.